Tuấn Liêm xin kính chào và cảm ơn quý vị đón xem bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và tạp chí Culture Magazine thực hiện trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 9 tháng 6 năm 2023 và quý vị theo dõi những bản tin sau đây Trái rừng ở Canada dẫn tới ô nhiễm cao ở Toronto và đồng Hoa Kỳ chìm trong khối bụi và lính cứu hỏa ở Nam Phi gây xúc động tại sân bay Edmonton Làn sóng thua hơn cộng đồng LGBTQ ở Canada đang gia tăng 700 trong sinh viên quốc tế bị trục xuất sẽ được kết quả công bằng, Bộ trưởng Phi nói. Cảnh báo tránh xa gấu, mèo và các loài động vật hoang dã. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm like, bấm vào nút subscribe để đăng ký kênh, bấm vào nút chuông thông báo để tiếp tục nhận các bản tin mới nhất. Sau đây là bản tin chi tiết. Ontario có nguy cơ mất điện cao vào mùa hè này theo một báo cáo của cơ quan quản lý điện Bắc Mỹ. Tỉnh bang Ontario có thể phải đối mặt với nguy cơ thiếu năng lượng vào mùa hè này và nếu các đợt nắng nóng tiếp diễn. Báo cáo cho biết việc giảm cung cấp điện Do cải tạo hạt nhân có thể ảnh hưởng tới các khu vực ở phía Tây Nam như là Windsor Access, nơi có thể phải nhập khẩu điện từ bên ngoài tỉnh trong trường hợp nhiệt độ cực cao. Tuy nhiên, cơ quan quản lý cũng cho biết Ontario có thể dựa vào nhập khẩu và quản lý tình trạng mất điện trong một số tuần đáng kể trong cả điều kiện thời tiết bình thường và khắc nghiệt. Báo cáo cũng lưu ý tình trạng mất điện liên tục tại điểm kết nối giữa New York và St. Lawrence có thể làm ảnh hưởng tới khả năng nhập và xuất năng lượng của tỉnh phần lớn miền Nam và miền Trung Ontario đã trải qua một đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày vào tuần trước, với nhiệt độ tăng vọt lên khoảng 31 độ C. Chất lượng không khí của Toronto vẫn ở mức kém, độ ô nhiễm cao hơn. Toronto vẫn trong tình trạng thời tiết đặc biệt trong ngày thứ ba liên tiếp, nhưng mà mức độ ô nhiễm không khí đã giảm nhẹ vào buổi tối ngày 8 tháng 6. Trong khi đó, thì các chuyên gia về khí hậu và môi trường khuyên người dân nên lường trước rằng tình trạng khói bụi có thể xảy ra thường xuyên hơn. Môi trường Canada trước đó đã dự đoán không khí hôm thứ Năm sẽ tồi tệ nhất trong thành phố trong tuần này do trái rừng tại Quebec và các khu vực khác ở Ontario. Nhưng vào lúc 9:30 tối thì cơ quan đã đánh giá không khí của Toronto là 4 trong thang điểm 10 của chỉ số sức khỏe chất lượng không khí. Và chỉ số này trong ngày thứ Sáu sẽ ở mức độ 5 trên 10. Điều đó có nghĩa là rủi ro ở mức vừa phải và không cần phải hủy bỏ các hoạt động ngoài trời trừ khi mỗi người bị ho hoặc là cổ họng của họ bị kích ứng. Tuy nhiên, những người được coi là có nguy cơ thì nên cân nhắc các giảm hoặc là dàn xếp, sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời cho phù hợp nếu mà họ không khỏe. Những người có nguy cơ mắc bệnh bao gồm người cao tuổi, trẻ sơ sinh, trẻ em, người mang thai, những người làm việc ở bên ngoài hoặc là tham gia vào các hoạt động ngoài trời cần nhiều năng lượng, cũng như là những người mắc các bệnh mãn tính như là ung thư hoặc là tiểu đường. Dự kiến tình hình thời tiết sẽ không rõ ràng cho đến ngày chủ nhật, môi trường Canada khuyên người dân nên đeo khẩu trang N95 để giúp giảm bớt tiếp xúc với các hạt mịn trong khói. Nếu việc ra ngoài là không thể tránh khỏi, bất cứ ai khó thở hay là thở khò khe, ho dữ dội hoặc là chóng mặt nên dừng các hoạt động ở ngoài trời và liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y tế. Trái rừng tại Canada, lính cứu hỏa ở Nam Phi gây xúc động tại sân bay Edmonton và bờ đồng Hoa Kỳ chìm trong khói bụi. Tính đến tối ngày thứ Năm, có hơn 440 đám trái rừng vẫn đang bung trái ở khắp tỉnh bang và hai vùng lãnh thổ khiến Canada trải qua một mùa cháy rừng tồi tệ nhất từng được ghi nhận. Lính cứu hỏa tại Nam Phi đã hạ cánh xuống Edmonton và sự ấm trái tim người dân Canada đang chìm trong khủng hoảng. Một tia hy vọng thấp lên trong thời kỳ đen tối khi các nhân viên cứu hỏa từ khắp nơi trên thế giới đã đến Canada để hỗ trợ chiến đấu với các đám cháy rừng đang hoành hành đặc biệt là đoạn video quay lại cảnh 215 lính cứu hỏa của Nam Phi biểu diễn một bài hát và điều nhảy truyền thống chỉ sau vài phút hạ cánh tại Edmonton đã lan truyền mạnh mẽ lên mạng xã hội, khiến cho nhiều người không khỏi xúc động. Trong khi đó, bờ đông Hoa Kỳ chìm trong khói. Washington DC đưa ra cảnh báo mà đỏ. Cư dân trên khắp bờ đông Hoa Kỳ đã thức dậy vào sáng ngày thứ Năm với bầu trời ngùng ngụt khói trái sừng từ Canada bài về phía nam khiến cho cơ quan thời tiết quốc gia hoa kỳ đưa ra các tuyên bố về chất lượng không khí cho phần lớn bờ biển đại tây dương các quan chức tại thủ đô hoa kỳ đã ban hành chất lượng không khí mạ đỏ khi khói từ các đám cháy rừng ở quebec và ontario tiếp tục dày đặc hơn trong ngày bộ năng lượng và môi trường tc mô tả chất lượng không khí là rất không tốt cho sức khỏe và đang kêu gọi mọi người ở trong nhà nếu có thể Ngoài ra tại GTA thì các tuyên bố về chất lượng không khí vẫn có hiệu lực trên khắp GTA với việc môi trường Canada dự báo các chỉ số về chất lượng không khí sẽ đạt ở mức 7 hoặc là 8 trên thang điểm 10. Chất lượng không khí kém có thể kéo dài cho đến ngày thứ Bảy. Các chuyên gia y tế cho biết mỗi người thường sẽ bị chảy nước mát, ngứa mắt cổ họng ngứa ngáy, chóng mặt và mệt mỏi do các hạt vật chất ở trong khói và mọi người có thể đeo khẩu trang lựa chọn tốt nhất là khẩu trang N95 để hạn chế lượng hạt vật chất mà họ hít vào. Ngoài ra, hàng ngàn cư dân tại Quebec đã buộc phải rơi khỏi nhà cửa khi hơn 160 đám trái rừng đang bùng phát trong tỉnh này với hầu hết được phân loại là ngoài tầm kiểm soát. Cao tốc tại Vancouver Island đóng cửa, BC ban hành lệnh cấm đốt lửa trại. Một đám trái rừng nhỏ nhưng bùng trái dữ dội trên Vancouver Island đã làm ảnh hưởng tới đường cao tốc lớn duy nhất của cảng Albany, Tofino và Euclid với phần còn lại của British Columbia. Tuyến đường đã bị đóng cho đến khi có thông báo mới khi ngọn lửa rộng gần 1 km vuông lan rộng ở địa hình dốc phía nam hồ Cameron, không xa nhà thờ Grove. Trong khi đó, thì đường vong trên quốc lộ 4 sẽ đóng cửa đối với tất cả các phương tiện vào ngày thứ Sáu, ngày 9 Tháng 6, từ 1 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Hiện đã bước sang ngày thứ ba, việc đóng cửa quốc lộ 4 giờ cháy rừng gần ở Port Albany, PC đang gây ra mối lo ngại ngày càng gia tăng đối với các cư dân và doanh nghiệp trên Vancouver Island khi phải đi lại bằng đường vòng. Kể từ ngày thứ năm, lửa trại cũng sẽ bị cấm trên khắp PC, ngoại trừ square và ở các góc Đông Nam và Tây Bắc của tỉnh. Các đám cháy mới nhất của PC ngoài đám cháy Donny Creek rộng 3.100 km vuông tiếp tục diễn biến ngoài tầm kiểm soát, chủ yếu ảnh hưởng tới các trại lao động và khu công nghiệp giữa Fort St. John và Fort Nelson. Hiện có hơn 80 đám cháy đang hoạt động với hầu hết cháy ở trung tâm cứu hỏa Prince George bao phủ phía bắc trung tâm và đông bắc PC. sống sóng thu hận cộng đồng LGBTQ ở Canada đang gia tăng, Thủ tướng Trudeau. Trong một bài phát biểu tại buổi lễ kéo cờ Pride tại đội quốc hội hôm thứ Năm, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết sự căm ghét người LGBT đang gia tăng ở Canada. Lá cờ bảy màu sắc cầu vòng hiện nay đang tung bay trước tòa nhà quốc hội để đánh dấu tháng tự hào. Chính phủ của đảng tự do đã bắt đầu truyền thống hàng năm này vào năm 2016. Nhưng trong bài phát biểu, Thủ tướng Trudeau đã cảnh báo rằng môi trường dành cho người LGBT đã trở nên tồi tệ kể từ đó, mặc dù hầu hết người Canada ủng hộ cộng đồng LGBTQ. Theo Thủ tướng Trudeau, thì sự căm ghét chống LGBTQ đang lan rộng từ Hoa Kỳ sang Canada và ông đã trích dẫn một số tranh cãi gần đây, bao gồm cả những nỗ lực phá vỡ lễ kỷ niệm Pride loại bỏ sách về xu hướng tình dục và bản sát khỏi thư viện trường học, cũng như là việc một số trường học đã từ chối treo cờ Pride. Thống kê Canada cho biết số vụ phạm tội do thù hận liên quan tới khuynh hướng tình dục do cảnh sát báo cáo đã tăng 64% vào năm 2021 so với năm trước. Một dự luật sửa đổi sẽ mở rộng quyền công dân cho một số người sinh ra ở nước ngoài một ủy ban gồm các nghị sĩ đã thông qua những thay đổi trong đạo luật công dân cho phép một số người sinh ra ở nước ngoài nhận quốc tịch của cha mẹ họ là người Canada. Vào năm 2009, chính phủ của đảng bảo thủ đã thay đổi luật lệ cha mẹ người Canada sinh ra ở nước ngoài không thể chuyển quốc tịch trừ khi con của họ được sinh ra ở Canada. Theo đề xuất mới của NDP, quyền công dân sẽ được trao cho đứa trẻ nếu mà cha mẹ người Canada có thể chứng minh rằng họ đã ở Canada ít nhất 3 năm. Ủy ban hiện có thời hạn đến ngày 14 tháng 6 để hoàn thành việc xem xét dự luật sửa đổi, nếu không thì dự luật sẽ được gửi lại ở Hạ viện nếu không có những thay đổi mới. Luật sửa đổi sẽ cần được thông qua một cuộc bỏ phiếu khác tại Hạ viện trước khi những thay đổi được thượng viện cân nhắc. 700 sinh viên quốc tế bị trục xuất sẽ nhận được kết quả công bằng, Bộ trưởng Fraser. Về việc hơn 700 sinh viên quốc tế Ấn Độ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau khi bị lừa đảo tuyển sinh đại học giả, Bộ trưởng chăm cư xin Fraser đã hứa hẹn một kết quả công bằng hơn cho họ. Theo thông cáo từ báo chí, những người ủng hộ thay mặt các sinh viên, những người hiện nay đang phải đối mặt với lệnh trục xuất đã đến Canada vào năm 2017 và 2018 theo giấy phép sinh viên. Các sinh viên này đã được cấp thư nhập học đại học giả, soạn thảo bởi chuyên gia tư vấn nhập cư của họ, và cụ thể là từ một nhà tư vấn có trụ sở tại Challenger có tên là Birgit Mishra. Sau khi đến Canada, các chuyên gia tư vấn nói với các sinh viên rằng họ không thể đăng ký vào trường đại học cụ thể đó vì nhiều lý do, chẳng hạn như bị khoản lại hoặc là không có chỗ. Lúc này, các sinh viên buộc phải thay đổi trường đại học của họ để được đi học. Trong vòng 5 cho tới 6 năm qua thì hầu hết các sinh viên đã hoàn thành chương trình học, tham gia lực lượng lao động, lập gia đình và nộp đơn xin thường trú nhân PR. Họ không hề hay biết về những thư mời làm việc giả mạo cho đến khi họ bắt đầu nộp đơn xin PR. Các sinh viên là nạn nhân đã đầu tư từ 5 cho tới 6 năm xác định cuộc đời của họ ở Canada nếu bị trục xuất về Ấn Độ thì họ phải đối mặt với sự phá sản về tài chính, sự nhạo bán của xã hội và các vấn đề về sức khỏe tâm thần và những khó khăn to lớn khác. Y tế Toronto cảnh báo tránh xa gấu mèo và các loài động vật hoang dã. Sở Y tế Công cộng Toronto (TPH) đang khuyến cáo cho cư dân tránh tiếp xúc thân thể với gấu mèo, tức là raccoon, và các động vật hoang dã khác do sự gia tăng đáng kể về số lượng gấu mèo bị bệnh và bị thương quanh thành phố. Đơn vị y tế của thành phố đã nhận được 88 báo cáo về thương tích do gấu mèo gây ra cho đến năm 2023, tăng 117% so với mức trung bình 5 năm từ năm 2018 cho tới năm 2022. Hơn 80 trường hợp người đã bị gấu mèo cắn hoặc là bị cao phải điều trị dự phòng do lo ngại về lây nhiễm bệnh dạy. Các vết cắn và vết cao của gấu mèo thường là kết quả của các tương tác có thể tránh được, chẳng hạn như cho động vật ăn hoặc là vuốt ve. Mặc dù nguy cơ mắc bệnh dạy là thấp ở Toronto, nhưng mà căn bệnh này có thể gây ra tử vong nếu không được điều trị. Cơ quan y tế công cộng khuyên rằng bất kỳ ai bị gấu mèo hoặc là động vật có vú khác cắn hoặc là cào, thì tốt nhất nên rửa bằng nước hoặc là xà phòng ít nhất là 15 phút, bôi thuốc sát trùng lên vết thương và đến ngay cơ sở y tế điều cực kỳ quan trọng là cư dân không tương tác với động vật hoang dã và bảo vệ thú cưng của họ bằng cách tiêm phòng bệnh dạy kinh hoàng cảnh xe buýt MyWay lao vào dòng xe đang dừng một người chết và tám người bị thương mới đây thì một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh một chiếc xe buýt đã lao vào dòng xe đang dừng ở đoạn đường thuộc thành phố mississauga khiến cho một người chết và ít nhất là tám người bị thương Vụ việc này đã xảy ra ở làng đường phía Tây của đường Derry gần với Rexwood vào khoảng 9 giờ 35 phút sáng thứ Năm. Theo camera hành trình từ một chiếc xe tải khác cho thấy, chiếc xe gây ra tai nạn trong vụ việc này là chiếc xe buýt My Way màu xanh đang đi ở làng đường bên trái thì bất ngờ đâm vào đuôi của một chiếc xe SUV và đẩy mạnh chiếc SUV này đụng vào một chiếc SUV khác và một chiếc xe taxi gây ra hiệu ứng dây chuyền do lực đẩy của xe buýt và các phương tiện tiếp tục đâm vào chiếc SUV màu trắng và một xe khác ở làng giữa. Sau đó, chiếc xe buýt đã rẽ sang trái và dừng lại ở vỉa hè, làm cho xe bốc khói, mảnh vỡ và các phương tiện khác nát bét. Tổng cộng có 8 phương tiện đã bị kéo. Theo vụ tai nạn này, cảnh quay từ camera cho thấy chiếc xe bus Myway bị vỡ kính chắn gió và nó đã tiếp tục vượt đen đỏ ngay trước khi va chạm. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị thiệt mạng là một phụ nữ một trong số bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch trong khi hai người khác bị thương nặng. Sáu người khác đã được đưa đến các bệnh viện địa phương khác nhau với những vết thương nhẹ. Thành phố Mississauga cho biết, tài xế xe buýt người đang được điều trị trong bệnh viện sẽ được nghỉ phép trong khi tiến hành điều tra vụ việc. Ba chạm kinh hoàng ở Cranbrook, BC khiến ba mẹ con thiệt mạng một người mẹ và hai đứa con song sinh 8 tuổi của cô đã thiệt mạng trên đường đến trường trong một vụ va chạm kinh hoàng xảy ra ở Cranbrook, BC. Vụ va chạm chết người liên quan tới hai phương tiện chở khách và một phương tiện thương mại trên quốc lộ 3 mươi 93 cách Cranbrook khoảng 20 km về phía đông. Một cuộc điều tra ban đầu đã xác định rằng một chiếc xe tải chở đầy gỗ đang đi theo hướng Tây trên Quốc độ 393 thì gặp trục trặc về máy móc khiến cho chiếc xe tải băng qua đường trung tâm để chuyển sang hướng đông và đâm vào một chiếc xe Chevrolet Suburban. Ba người ngồi trên chiếc Chevrolet Suburban được cho là đã chết tại hiện trường và người lái xe tải chở gỗ đã được chuyển đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng. Đội tuần tra đường cao tốc PC của Cranbrook hiện đã tiến hành điều tra và đang yêu cầu bất kỳ ai có cảnh quay camera hành trình liên hệ với họ theo số 250420. 4244. Một trang GoFundMe đã được tạo để quyên góp cho gia đình thiệt mạng trong vụ tai nạn và số tiền này đã lên tới 60.000 đô la, vượt qua mục tiêu 10.000 đô la. Theo trang GoFundMe này mô tả, vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, người cha yêu thương và tận tụy Matt Johnson đã mất hai cô cô gái sinh đôi 8 tuổi vì một tai nạn thương tâm ở Jaffrey khi họ đang trên đường đến trường vào sáng hôm đó đây là một mất mát cực kỳ tang khóc và đau lòng đối với mát gia đình và cả cộng đồng Jeffrey và Cranbrook. Doanh số bán máy lọc không khí đã tăng đột biến ở Ontario khi Toronto ghi nhận số chỉ số chất lượng không khí tồi tệ nhất trên thế giới trong tuần này, thì nhiều người đã đổ xô kéo đến các cửa hàng mua máy lọc không khí. Giám đốc của một Home Depot ở Toronto cho biết cửa hàng có rất nhiều máy lọc không khí cỡ lớn được bày bán vào tối thứ tư, nhưng mọi người đã xếp hàng dài để mua chúng. Với màn khói cháy rừng đang bao trùm Toronto, ngay cả khi bạn ở trong nhà, các hạt bụi mình ở trong khói vẫn có thể len lỏi vào. Máy lọc không khí với bộ lọc không khí dạng hạt hiệu suất cao HEPA được chứng nhận có khả năng thu giữ hơn 99% các hạt mịn chúng hoạt động tốt nhất với bộ lọc sạch cần được thay thế sau mỗi 6 cho tới 12 tháng. Mặc dù là máy lọc không khí sẽ giúp bạn thở dễ dàng hơn, nhưng mà nếu bạn không có thiết bị này, bạn cũng có thể làm sạch không khí bằng cách kiểm tra bộ lọc lò sưởi của bạn có bị tắt nghẽn hoặc là bẩn hay không. Ngoài việc đóng cửa sổ và cửa ra vào, bạn cũng có thể sử dụng tấm trắng thời tiết để ngăn không khí bên ngoài lọt vào máy lọc không khí được bán với giá từ 100 đô la cho tới 1.000 đô la, hầu hết được thiết kế để chỉ làm sạch một căn phòng tại một thời điểm. Vì vậy, nếu bạn mua cho một căn phòng thì hãy kiểm tra kích thước của phòng và chi phí thay thế bộ lọc. 7 tàu điện ngầm TDC ngừng hoạt động vào cuối tuần này TDC đã thông báo rằng dịch vụ tàu điện ngầm sẽ dừng vào ngày thứ Bảy ngày 10 tháng 6 và ngày Chủ nhật ngày 11 tháng 6 trên đoạn đường gồm 7 ga TTC trải dài từ Broadfield cho tới ga Woodbine để phục vụ công việc đường ray. Việc đóng cửa hoàn toàn này sẽ diễn ra sau 4 ngày đóng cửa sớm liên tiếp dọc theo cùng một đoạn của tuyến 2 giữa Broadfield và Woodbine nơi dịch vụ bị tạm dừng mỗi đêm lúc 11 giờ tối để bảo đảm tiến độ cho công việc của tuyến đường này trong lần ngưng hoạt động này, TDC sẽ chạy xe buýt đưa đón để dừng tại tất cả các trạm dọc theo việc tạm dừng dịch vụ và thu hẹp khoảng cách trên tuyến đường. Cảnh sát thành phố Quebec cho biết hiện tại có quá nhiều người gọi số 911 khi phone của họ đang bỏ túi. Pocket Dialing Trung tâm 911 ở thành phố Quebec nhận được khoảng 750 cuộc gọi Pocket Dialing mỗi ngày chiếm khoảng 39% tổng số cuộc gọi. Những cuộc gọi không khẩn cấp này đã làm cản trở những người điều phối và làm chậm phản ứng của họ đối với những trường hợp khẩn cấp thật sự. Cảnh sát đang yêu cầu mọi người nên giảm các cuộc gọi pocket dialing tới 911 bằng cách tắt chức năng SOS khẩn cấp trên điện thoại của họ. Sau đây là tỷ giá khói đoái và giá vàng một gia kim hôm nay bằng 0,7486 Mỹ Kim và bằng 0,6950 Euro. Một gia kim hôm nay bằng 17.543 đồng Việt Nam và một Mỹ Kim bằng 23.413 đồng Việt Nam. Một ao vàng hôm nay dao động ở mức 1.961 Mỹ Kim và dao động ở mức giá là 2.618 da kim. Và đó là bản tin Canada sáng nay trên kênh Culture Channel. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị tiếp tục bấm like, bấm vào nút subscribe để đăng ký kênh và bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Trong phần 2 của chương trình sẽ là bản tin thế giới, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Canada và Thế Giới trên Culture Channel. Trong phần tin thế giới chúng tôi mời quý vị theo dõi các bản tin nổi bật sau đây mà sẽ đi nhanh tay hơn Tesla tại bang đông dân nhất của Mỹ. Ông Donald Trump bị truy tố với 7 tội danh hình sự. Thủy Điển đưa vào sử dụng pha điện tự lái đầu tiên trên thế giới. Triển lãm đồ chơi quốc tế Tokyo tại Nhật Bản. Uống rượu gây ra nguy cơ mắc tới 60 loại bệnh. Và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Mời quý vị chú ý theo dõi. Xung đột Ukraine vào giai đoạn bước ngoặt, Mỹ viện trợ thêm hơn 2 tỷ Mỹ Kim. Bloomberg dẫn nguồn thảo tin ngày 8 tháng 6 cho hay Mỹ chuẩn bị công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine được cho là đã hoặc sắp bắt đầu chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm xoay chuyển cục diện chiến sự với Nga. Theo đó, gói viện trợ sẽ được cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine và tập trung tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, giúp Ukraine mua sắm các bệ phóng và tên lửa Hawk, cũng như hai loại phòng không tổ hợp hiện đại Patriot. Tăng cường năng lực phòng không là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine ở thời điểm này khi Nga liên tục tiến hành các cuộc tập kích diện rộng bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố lớn ở Ukraine. Tại cuộc gặp, ông Biden và Sunak nhấn mạnh quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng lâu dài giữa Mỹ và Anh. Ông Biden bày tỏ tin tưởng vào chiến dịch phản công của Ukraine và nhấn mạnh có thể hỗ trợ cho Ukraine đến khi nào họ cần. Mercedes nhanh tay hơn Tesla tại bang đông dân nhất của Mỹ. Cơ quan quản lý phương tiện cơ giới California hôm 8 tháng 6 đã phê duyệt hệ thống lái tự động của hãng Mercedes trên các đường cao tốc được chỉ định trong một số điều kiện nhất định. California là một trong những thị trường lớn nhất của Tesla, chiếm 16% tổng số xe được giao trên toàn thế giới của nhà sản xuất ô tô vào năm ngoái, theo Reuters ngày 9 tháng 6. Tuy nhiên, nhà sản xuất xe hơi của Đức đã đánh bại Tesla để trở thành hãng xe hơi đầu tiên được phép bán hoặc cho thuê xe hơi có hệ thống lái tự động cho công chúng ở California. Giấy phép đã được cơ quan quản lý phương tiện cơ giới California cấp cho hệ thống Drive Pilot cấp độ 3 của Mercedes-Benz cho phép người lái xe rời mắt khỏi tay lái nhưng sẵn sàng tiếp tục điều khiển khi cần. Hệ thống Drive Pilot chỉ có thể hoạt động trên đường cao tốc vào ban ngày với vận tốc không quá 40 dặm một giờ, tức là khoảng 64,3 km h Ông Donald Trump bị truy tố với 7 tội danh hình sự. Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố với 7 tội danh hình sự liên bang liên quan tới hàng trăm tài liệu mật của chính phủ mà ông giữ tại nhà riêng ở Florida khi rời tòa Barock CNBC đưa tin chính ông Trump đã tiết lộ bản cáo trạng trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội True Social vào ngày 8 tháng 6, và ông cũng cho biết bị triệu tập hầu tòa ở Miami vào ngày 13 tháng 6. Đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây ông Trump bị cáo buộc hình sự. Ông vẫn đang bị Bộ Tư pháp và công tố viên bang Georgia điều tra hình sự vì nỗ lực đảo ngược thất bại trước Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020. Chi tiết cụ thể của các cáo buộc mới nhất chống lại ông Trump không được công khai vì bản cáo trạng hiện nay đã được niêm phong. Khẩu trang N95 bất ngờ siêu đắt hàng tại Mỹ Khói do cháy rừng ở Canada lan tới Mỹ từ New York cho tới Alabama đã đẩy cao nhu cầu đối với khẩu trang N95 vốn được sử dụng rộng rãi trong đại dịch COVID-19 trước đó các bác sĩ và quan chức y tế của Mỹ khuyến nghị dùng khẩu trang N95 là cách hiệu quả nhất để lọc các hạt nhỏ trong không khí giữa khủng hoảng khói mù. Thống đốc New York Kathy Hochul hôm 8 tháng 6 công bố rằng một triệu khẩu trang N95 sẽ được cung cấp cho người dân trong bang. Empress America, một nhà sản xuất khẩu trang ở Elgin, bang Texas, khẳng định nhu cầu đối với các sản xuất của hãng tăng mạnh trong tuần này khi bầu trời tràn ngập khói mù ở New York, Philadelphia và các thành phố khác khiến cho các quan chức y tế khuyên người dân đeo khẩu trang. Doanh số bán một khẩu trang loại N95 tăng 1.600% trong khoảng thời gian ngày 6 cho tới ngày 7 tháng 6. Thủy Điển đưa vào sử dụng pha điện tự lái đầu tiên trên thế giới. Vào ngày 8 tháng 6, thủ đô Stockholm của Thụy Điển đã trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng phà điện tự lái. Phà có tên là MF là đã bắt đầu ra khơi tại thành phố Stockholm, một thuyền trưởng giám sát chiếc phà tự lái mà không cần chạm vào bộ phận điều khiển. Vào ngày 12 tháng 6 tới đây, thì phà MF Estelle sẽ bắt đầu chở khách trên các chặng ngắn giữa các đảo ở Stockholm công ty Talk Garden tại Na Uy vẫn hành MF Astell đặt mục tiêu cuối cùng là đưa vào hoạt động chiếc phà hoàn toàn tự chủ mà không cần phải có người giám sát trên phà. Giám đốc phụ trách điều hành công ty, ông Eric Nelson cho biết phà được trang bị radar, máy ảnh và hệ thống siêu âm và cảm biến laser, tổng hợp dữ liệu để điều khiển hướng đi của phà nếu và chuyển hướng hoặc là gặp cano thì hệ thống phát hiện nhanh chỉ trong chưa đầy một giây và cập nhật hành trình theo đó. Australia phạt 4 du khách mang giống cây trồng vào nước này Các cơ quan chức năng tại Australia mới đây đã phạt 4 du khách nhập cảnh vào nước này với tổng số tiền là 22.000 đô la Australia vì mang theo các loại cành cây để ươm được ngụy trang dưới dạng trà hải sản và dược phẩm. Truyền thông Australia cho biết, vào tháng 5 năm 2023, mỗi hành khách trên đã bị phạt số tiền lên tới 5.500 đô la Australia sau khi cố tình vi phạm quy định kiểm soát an toàn sinh học ở biên giới Australia. Theo Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp, Australia cho biết các loại thực vật trên có nguy cơ mang theo mầm bệnh và gây hại cho nhiều loại thực vật khác nhau, phát ngôn viên của Bộ Lông nghiệp ông Chris Locke kêu gọi tất cả mọi hành khách nếu không chắc chắn về nguy cơ an toàn sinh học cần khai báo trước khi nhập cảnh vào Australia bằng cách điền thông tin vào thẻ hành khách nhập cảnh. Các quan chức an toàn sinh học của Australia đang nâng cao mức độ cảnh báo lên mức khẩn cấp kể từ khi dịch lỡ mồm long móng được phát hiện ở Indonesia vào năm ngoái. Vết nứt xuất hiện gần với các tòa nhà cao tầng, hàng ngàn người sơ tán ở Thiên Tân, Trung Quốc. Hàng ngàn người đã được sơ tán khỏi một tòa nhà chung cư cao tầng ở thành phố Thiên Tân sau khi đất sụt lún, tạo ra những vết nứt lớn trên các đường phố gần đó. Thông tin do truyền thông nhà nước Trung Quốc và chính quyền địa phương đưa ra. Các vết nứt lớn xuất hiện trên những con đường gần với một khu dân cư ở Tân Nam, thành phố Thiên Tân, miền Bắc của Trung Quốc các chuyên gia địa chấn nhận định. Những vết nứt này có khả năng là do các hốc ngầm dưới độ sâu 1.300m gây ra. Chính quyền Thiên Tân cho biết hôm 8 tháng 6 trên phương tiện truyền thông xã hội. Tính đến ngày 3 tháng 6 thì tổng cộng có 3.899 cư dân của tòa nhà 25 tầng đã được sơ tán đến khách sạn gần đó. Global Times dẫn lời chính quyền Tân Nam cho biết. Vụ việc này đã làm tăng thêm mối lo ngại về an toàn xây dựng ở Trung Quốc trong khi chính phủ nước này đã thực thi các quy tắc và chính sách nghiêm ngặt hơn, đưa ra hình phạt nặng nề cho việc quản lý xây dựng và quản lý tòa nhà lỏng lẻo. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc gần đây cũng có một số cuộc họp cấp cao về chuẩn bị cho thảm họa địa chấn tiềm ẩn. Thuốc trị tiểu đường giúp giảm nguy cơ mắc COVID kéo dài những người sử dụng thuốc điều trị bệnh tiểu đường giá sẽ sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sẽ giảm 40% nguy cơ mắc hội chứng COVID kéo dài. Đây là kết quả được đưa ra trong một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Lancet của Mỹ. Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm một loại thuốc có tên là metformin được sử dụng phổ biến trong điều trị tiểu đường loại 2 nhiều thập kỷ tham gia nghiên cứu có 1.126 tình nguyện viên thừa cân hoặc là béo phì tại Mỹ. Những người này chia thành hai nhóm, với một nhóm uống thuốc metformin và nhóm còn lại thì sử dụng giả dược. Cả hai nhóm đều uống thuốc trong nhiều ngày sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2. Kết quả cho thấy, sau 10 tháng thì nhóm dùng thuốc metformin đã giảm đến 40% nguy cơ mắc COVID kéo dài so với nhóm dùng giả dược. Ước tính Hàng chục triệu người đã mắc COVID kéo dài, trong đó nhiều người bị suy nhược. Triệu chứng này xuất hiện 3 tháng sau khi mắc bệnh và có thể kéo dài trong nhiều năm. Triển lãm đồ chơi quốc tế Tokyo tại Nhật Bản. Triển lãm đồ chơi quốc tế Tokyo vừa khai mạc vào ngày 8 tháng 6 tại Nhật Bản, các giải thưởng liên quan tới 7 hạng mục đồ chơi chính đã được công bố. Ở hạng mục đồ chơi cơ bản, giải cao nhất thuộc về trò chơi kinh điển khối Rubik. Với khối Rubik mới, người chơi có thể hoàn thành theo hai cách. Một là phép các màu cùng nhau, hai là ghép các hình dạng giống nhau. Theo các giám khảo thì sự đổi mới này đã giúp kích thích tâm trí của những người hâm mộ khối Rubik. Ở hạng mục đồ chơi giao tiếp, giải cao nhất thuộc về bản cập nhật của trò chơi Tamagotchi là một trò chơi chăm sóc nhân vật ảo. Đây là trò chơi từng rất nổi tiếng trong các thập kỷ trước và với bản cập nhật có thêm wifi thì người chơi có thể kết nối với mọi người trên khắp thế giới. Uống rượu gây nguy cơ mắc tới 60 bệnh. Dù bạn uống ít hay là nhiều, một nghiên cứu lớn cho thấy uống rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc đến 60 bệnh. Sơ gan đột quỵ và ung thư là những nguy cơ do uống quá nhiều rượu đã được chứng minh rõ ràng thế nhưng sau phân tích dữ liệu từ nửa triệu đàn ông sống ở trung quốc các nhà nghiên cứu của đại học oxford đã phát hiện ra rằng thói quen này còn có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gút bệnh đục thủy tinh thể trong số 60 căn bệnh, còn có các rối loạn chưa từng được chứng minh là có liên quan tới rượu như là gãy xương, ung thư phổi và các bệnh tuần hoàn. Các chuyên gia cho biết, phát hiện này cho thấy uống rượu có liên quan tới nhiều loại bệnh hơn so với nghiên cứu trước đây. Tiêu thụ rượu quá mức được cho là nguyên nhân gây ra 3 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Cơ quan Dịch vụ Y tế Anh ký nghị nam giới và nữ không nên uống quá 14 đơn vị rượu bia mỗi tuần và một đơn vị được định là nửa lít bia hoặc là một ly rượu nhỏ. Tuy nhiên tổ chức y tế thế giới khẳng định không có ngưỡng rượu bia nào là an toàn đối với sức khỏe. Lập luận này đang trở thành chủ đề tranh luận gây gắt. Một số nghiên cứu trước đây cho rằng một ly rượu vang hoặc là nửa lít bia mỗi ngày có thể ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Các phát hiện mới nhất được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy việc sử dụng rượu làm tăng nguy cơ mắc 60 loại bệnh ở Nam giới ở Trung Quốc. Trong đó đã bao gồm 28 bệnh từng được WHO xác định là có liên quan tới rượu, chẳng hạn như ung thư gan, ruột hoặc là trật trang. Tuy nhiên, họ cũng tìm ra thêm 33 bệnh chưa được xác định trước đó, chẳng hạn như bệnh gút, đục thủy tinh thể, gãy xương và bệnh loét dạ dày. Một số thói quen uống rượu chẳng hạn như uống hàng ngày, nhậu nhẹt hoặc là uống rượu ngoài bữa ăn, đặc biệt làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh nghiêm trọng như sơ gan. Nhóm nghiên cứu cũng đã xác định được mối liên hệ phụ thuộc vào lưu lượng. Cứ 4 ly mỗi ngày có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh liên quan tới rượu cao hơn 14%. Tần suất uống như vậy cũng làm tăng 6% nguy cơ phát triển 33 bệnh mới được xác định. Ngoài ra, cứ 4 ly mỗi ngày có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh sơ gan và bệnh gút cao hơn gấp đôi. Nam giới uống rượu thường xuyên có nguy cơ nhập viện và mắc các loại bệnh cao hơn so với những người chỉ thỉnh thoảng uống rượu. Nghiên cứu này cũng chứng minh ảnh hưởng của việc uống rượu đối với nguy cơ mắc bệnh ở các quần thể trên thế giới. Và đến đây thì bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel sáng nay được khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý của quý vị. Hãy bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và chúng tôi mời quý vị đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.